Chào quý vị bạn trở lại với uh, channel Hùng Xe Hơi thì uh, sang tháng 9 của năm 2021 rồi uh, Chúng ta cũng bắt đầu đi qua tháng Ngâu và qua rằm rồi thì Thời điểm này đến cuối năm là thời điểm uh, thật sự là thời điểm vàng chúng ta mua xe Trước tháng 12 Dương nhé uh, Để tránh mất một đời xe và có cái mức giá khuyến mại các thứ tốt nhất Thì uh, các bác nên mua trong khoảng từ tháng 9, tháng 10 và tháng 11 Dương chúng ta hạn chế mua tháng 12 vì cái lượng xe sản xuất thời điểm này nó sẽ không nhiều và tránh hàng tồn rồi ở trong video này thì em cập nhật nhanh qua cái giá bán của Mitsubishi Astra tại thị trường Bắc Ninh và Bắc Giang ờ, đây là mẫu xe sedan hạng B trừ đó, hoặc là A cộng hơn một chút thì uh, bán rất là chạy và nó thật sự là nổi tiếng với cái độ tiết kiệm nhiên liệu khi mà chúng ta đi trên những cái cung đường bình thường đô thị thành phố và đường hỗn hợp thì uh, hiện nay Atcha chúng ta bán chính với 3 phiên bản là Atcha số sàn uh, phiên bản rẻ nhất hiện nay uh, đang có mức giá công bố là 375 triệu và trong tháng 9 tới đây thì uh, cái chương trình giá bán hỗ trợ chúng ta vẫn được hỗ trợ thuế 5% nhé và khoảng 19 triệu tức là giá bán uh, thông thường đang chào bán là 356 triệu đồng và lăn bánh chúng ta chỉ rơi vào khoảng dưới 400 đó Thật ra thì uh, số sàn và cái mẫu xe này cũng uh, khá là ít option đó uh, bán chính và bán chạy thì uh, bọn em hay bán là số tự động uh, hiện nay thì số tự động của hai bản nhé 460 triệu thì uh, đang hỗ trợ 23 triệu đồng còn 437 triệu đồng cho chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng suy soát 500 và phiên bản cao cấp nhất mới update thì uh, 485 triệu hỗ trợ được uh, 24 phần 24 triệu tiền thuế trước bạn thì chúng ta bán đâu đó vào khoảng 460 và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ dao động vào khoảng 500 thì đây thật sự là những cái mẫu giá mức giá nó khá hợp lý cho cái mẫu xe như này chúng ta có một mẫu xe xe hạng B đi lại tiết kiệm thương hiệu Nhật Bản và là xe nhập khẩu nguyên chiếc đúng không ạ thì thật sự là nó cũng rất là ok và mình có thể lựa chọn mua và tư vấn anh chị lưu ý giúp em thì giá xe trên là giá xe công bố và chương trình khuyến mại dự kiến trong tháng 9 cụ thể nhất về giá bán chương trình khuyến mại và nhận thêm được cái quà tặng và phụ kiện chẳng hạn thì mình vui lòng liên trực tiếp với em để nhận được cái tư vấn và báo giá một cách hợp lý nhất ở video nhanh về báo giá thôi còn đánh giá này review này thì em cũng có video về dòng Atra rồi về các phiên bản rồi thì anh chị vui lòng tìm lại trong link video giúp em rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo